đây là con gì nhé. Nếu bạn nào biết đây là con gì thì hãy comment cho chị biết nhé. Và đây là một con vật có rất là nhiều ở vùng làng quê đấy các em ạ. Và ở quê Thanh Măng cũng vậy, con vật này có rất nhiều và con vật này có thể ăn được đấy các em. Và bây giờ chị sẽ cùng hướng dẫn cách làm và ăn con vật này nhé các em nhé. Chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Các anh chị và các bạn ơi, các bạn nhìn này. Đây, wow, các bạn nhìn này. Nhà ốc sen không? Đây chính là thành quả mà mình đã bắt được trong 2 ngày đó các anh chị và các bạn ạ. Vì mình sợ là một ngày bắt thì nó không được nhiều lắm cho nên không đủ bữa, cho nên mình đã quyết định bắt trong 2 ngày để cho nó đủ bữa đấy. Bây giờ mình sẽ mang vào trong nhà để bố làm cho mình ăn nha. Thanh vào nhà thôi. Wow, cố lên Ngọc Dung ơi. Chúng ta đi thôi. Nào thế để mẹ giúp một tay nha. Được rồi, nào đi thôi. Chúng ta thấy nặng không? Các bạn ơi, rất là nhiều ốc luôn nha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào làm ốc này để ăn thôi. Các bạn ạ, chú ốc này rất là hiền đấy. Và ăn rất là ngon luôn. Rồi nào. Đây các anh chị và các bạn ơi. Và trước khi làm thì mình sẽ phải cho thật là nhiều nước vào và cho ít muối vào, khuấy đều lên để con ốc nó nhả bớt nhớt ra nha. Bây giờ mình sẽ cho nước vào thôi. Rồi đến thôi, con mặt vào. Rồi con lấy muối đi. Con lấy muối nè, lấy muối cho vào. Thôi thế thôi, con cho thế thôi. Rồi, khoanh măng vào dung đi, đã hòa muối vào nước, con cho thằng măng vào nhá. Rồi, nghe hô nó tan chưa? Chưa, con nhìn thấy còn nhiều hạt muối dưới này nhá. Rồi, anh em khoanh đổ vào đây. Khoanh đổ vào đây. Được rồi, các bạn ơi, khoanh măng vào dung đi đã cho nước hòa muối vào trong khâu ốc này rồi đấy. Vì sao lại phải cho nước pha muối vào cái con ốc này để ngâm? Là bởi vì con ốc này nó có rất là nhiều nhớt. Chúng ta cho nước muối vào ngâm để cho nó nhả bớt muối ăn. Để cho nó nhả bớt nhớt ra đây các bạn ạ, thì làm nó sẽ nhanh hơn. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ ngâm trong khoảng 10 phút nhé. Các ơi, mình đã ngâm xong cái thau ốc rồi nè. Bây giờ mình sẽ nhờ ba của mình cho vào khoang để luộc nha. Ba ơi, luộc các bạn ăn nhá. Còn các bạn ơi, bây giờ ba của mình sẽ dập nồi nhá. Mình sẽ đứng vào đây để xem. À, đầy khoang luôn. Chắc không lắc. Được, bây giờ chúng ta sẽ cho nước vào để luộc nhá. Ơi, trong thời gian chờ luộc ốc thì mình đã chuẩn bị những cái gia vị này để luộc ốc của chúng ta ngon hơn rồi. Đây, thứ nhất là một mớ rau tía tô, thứ hai là những củ sả và thứ ba là muối. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu làm những cái gia vị này cho vào để luộc ốc của chúng ta ngon hơn nha. Các bạn ơi, vậy là ốc bố mình đã luộc xong rồi nè. Bây giờ bố mình sẽ thay những cái con ốc này ra nhá. Các bạn ơi, những chú ốc sen vừa rồi chị đã luộc ra rồi này. Đấy, và ba của Thanh Băng đang lấy ốc ra đấy. Và ốc này chúng ta chỉ ăn mỗi cái lưỡi của nó thôi nhá. Đấy, khi chúng ta lấy cái lưỡi ốc ra, chúng ta sẽ làm sạch phần ruột này. Và bóp bằng muối muối này. Và chanh cho thật sạch nhớt, sau đó chúng ta cho vào nấu đấy. Sao không ăn ruột được? Ba bà không ăn ruột. Sao lại không ăn ruột này hay lắm. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy, đây là cái ruột ốc này. Đấy, các bạn nhìn này, cái phần ruột này rất là to luôn nhá, mà nó rất là trơn, nó nhiều nhớt lắm. Đấy, và bây giờ ba Thanh Băng sẽ làm hết chỗ ốc này, sau đó nấu lên cho Thanh Băng ăn nha. Các bé ơi, con ốc thì to như thế này, thế nhưng mà khi chúng ta làm, chúng ta chỉ lấy mỗi cái lưỡi thôi đấy các bạn bé. Các bạn ơi, các bạn nhìn con ốc này. Wow, wow, to quá. Đúng không, rất là to. Vì sao con chị lại nói là ốc này ăn rất là ngon và sạch? Bởi vì là con ốc này nó chỉ ăn những lá cây thôi các bạn. Nó không ăn những cái chất độc hại này, không ăn cám công nghiệp này, cho nên nó rất là sạch luôn. Và có một số bạn bảo là ốc này không ăn được. Không phải đâu các bé ạ, ốc này ăn rất là ngon luôn. Và khi chúng ta làm ốc này để ăn thì chúng ta chỉ lấy mỗi phần lưỡi thôi đấy. Đấy, và các bạn ơi, có bạn nhận xét là con rùa, nhưng mà không phải đâu, đây là con ốc sen đấy. Đúng rồi, là chú ốc sen đấy. Đấy,
Đấy, và làm cốc này khá mất thời gian các bạn nhé. Sen này nếu như nhiều người nhiều tuổi đấy, hoặc là tất cả chúng ta ăn cũng rất là tốt cho xương khớp. Bởi vì sao chị nói nó tốt cho xương khớp? Bởi vì là con ốc này nó có rất là nhiều nhớt. Đấy. Nó nhiều nhớt quá. Candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather around the table, we'll give you a treat. Đây, đây là những cái muỗi ốc mà chị vừa mới chặt vừa làm xong rồi đấy. Em thì ngon không? Rất là ngon luôn ha. Rất là nhiều nhớt, chúng ta có thể bóp rất là lâu thì nó hết rồi. Nếu nhà bạn nào có nhiều ốc này thì chúng ta sẽ bắt đầu làm ăn nha. Rất là tốt. Rồi, tiên là các em sẽ cho muối vào nhá. Sau đó là chúng ta sẽ vắt chanh vào. Đấy, chúng ta cho nhiều muối này, sau đó vắt chanh. Chanh thêm. Sao anh không cho vào thau để cho nó đỡ chảy mất nước đi? Ta sẽ cho khoảng một nắm muối này. Và sau đó chúng ta cho khoảng hai quả chanh vào. Đấy. Sau đó chúng ta bóp mạnh. Vì chanh nó có axit cho nên là nó sẽ làm cho cái nhớt nó sạch đấy. Và muối thì là để sát khuẩn, làm cho ốc nó hết nhớt đi. Một món là món ốc xả. Ốc xào xả ớt, đúng không? Món thứ nhất là ốc xào xả ớt và món thứ hai là chị sẽ nấu với chuối các em ạ. Và Thanh Mang sẽ giới thiệu cho các bạn từng gia vị một nào. Vâng, các bạn ơi. Đây là mỡ lợn các bạn nhé, mỡ lợn cho ngon. Còn đây là một bát tỏi. Rồi. Đây là xả và ớt. Còn đây cũng là xả và ớt, còn có thêm cả lá chanh nữa nè. Rồi, còn đây lá chanh rất là thơm. Còn đây là một giỏ rau tía tô. Và cuối cùng đây là một giỏ chuối. Đúng rồi. Rồi, bây giờ ba mình sẽ nấu nhá. Rồi. Đấy các bạn ơi, Thanh Băng sẽ làm hai món nhá. Trước tiên là chúng ta sẽ làm món xào trước. Đấy. Chúng ta cho dầu ăn vào, cho mỡ vào này. Sau đó cho xả vào. Và Thanh Băng có ngửi thấy mùi thơm không? Có. Rất là thơm luôn đúng vậy. Đấy, con nhìn ba làm rồi, mai sau con học làm nhá. Con nhớ chưa? Đấy, trước tiên chúng ta sẽ cho xả vào, chúng ta xào với ốc. Đấy, các em ơi, trông có vẻ rất là ngon đúng không? Đấy, một nửa này chị sẽ để nấu với chuối nha. Chúng ta sẽ cần có gia vị là tỏi này, lá tía tô này và chuối, đúng không? Thế còn món xào xả ớt thì chúng ta sẽ có xả ớt này, lá chanh này, đấy, và ốc. Đấy, hai món luôn. Và thơm quá, Ngọc Thu Vi con gửi thấy thơm không? Có thơm không? Có thơm. Ngọc Thu Vi có ăn ớt không? Không, nhưng mà mẹ ơi, đây là gì đây? À, đấy là mỡ đấy con ạ. À. Mỡ lợn. Xào cho nó béo. Mẹ ơi,
chị đang cầm là thế nào? Thơm như đĩa này luôn. Thế là các anh chị và các bạn ơi, đĩa này vì đĩa này có ớt cho nên là nó rất là cay, chỉ người lớn mới ăn được thôi, cho nên bọn mình không ăn được. Và bố mình đã rất là chu đáo, đã múc riêng ra một đĩa ốc cho mình và Ngọc Ruby ăn không có ớt luôn nè. Nhưng mà nó cũng có lát chanh để cho nó thơm hơn nữa. Wow, nó cũng thơm. Nhưng mà mình thấy đĩa này còn thơm hơn đĩa này một chút đó. Và bây giờ mình sẽ ăn thử và cảm nhận cho các bạn biết nha. Rồi, con lấy đũa đi, con lấy đũa gắp ăn thử đi. Gắp cho em Ngọc một miếng trước nào. Con nào to nhất à? Đây. Đây đây đây, con này này, nhìn con này. Đây nhá. Đây Ngọc Ruby ăn đi. Cảm nhận cho các bạn biết nha. Các bạn ơi, thơm ngon. Rất là ngon đúng không? Mình nhá. Mình sẽ chỉ ăn con bé thôi. Rồi con ăn con thấy như thế nào vậy? Các bạn ơi, mình ăn mình thấy nó bùi bùi, rất là giòn và lại còn thơm phức nữa. Ngon quá đi. Rồi, vậy con ăn thêm đi. Wow, rất là ngon luôn các bạn ạ. Chị ngửi cũng thế, thấy rất là thơm luôn nhá. Các anh chị và các bạn ơi, hai đĩa ốc này rất là ngon luôn. Và mình còn muốn giới thiệu với các anh chị và các bạn một món ốc nữa. Đây chính là món ốc xào với chuối đây. Các bạn thấy, các bạn nhìn ngon không? Thấy nào, bác cầm cái ốc. Chuối luôn. Thơm mùi chuối và ốc thật là thơm luôn. Rồi, trông rất là ngon đấy. Đây, bây giờ con sẽ ăn thử nhá. Một miếng chuối và một miếng ốc. Ăn đầu tiên đi. Là một miếng ốc. Con ăn con thấy nó có ngon ngon bằng với ốc xào không? Đúng rồi, ốc xào thì nó săn, nó sẽ rắn hơn. Thế còn con ăn miếng chuối nào. Cái vừa mềm vừa bùi lại còn ngon nhá. Và rất là ngon.